Kính thưa quý vị, Venezuela thiếu hụt giấy vệ sinh đi cầu, tin từ Caracas. Người Venezuela sợ thiếu giấy vệ sinh đã kéo tới các cửa tiệm tạp hóa, các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc trong lúc hàng mới vừa được chất lên kệ. Buộc tội đối lập tạo bất ổn chính trị đưa tới thiếu hụt hàng hóa trong đầu tuần này. Chính phủ loan báo là nhập cảng 50 triệu cuộn giấy vệ sinh để giúp làm giảm thiếu hụt. Tại một cửa tiệm ở thủ đô Caracas, mỗi khách hàng chỉ được mua 4 cuộn. Các loại hàng hóa khác cũng đang bị thiếu hụt Venezuela trong các tháng qua, trong đó có sữa, bơ, cà phê và bắp. Một khách hàng nói, Venezuela là một nước giàu, chưa từng xảy ra tình trạng này trong lịch sử. Tình trạng hiện giờ là tình trạng đáng buồn và đáng xấu hổ. Các nhà kinh tế nói rằng, chính sách kiểm soát giá cả, bảo đảm cho người nghèo và có đủ hàng hóa căn bản và chính phủ kiểm soát nhập cảng là nguyên nhân tạo ra nạn thiếu hụt này. Chính phủ nói rằng sự chống đối của đối lập, trong đó có các công ty tư nhân, đã làm cho nền kinh tế bất ổn, thiếu hụt hàng hóa.